sao không? Có bị sao không cô? Con chúc cô 20 tháng 11. Con chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ. Ok, con sẽ cố gắng cảm ơn các con nhá. Con sẽ vui. Con quên tất để hết giờ. Con 20 tháng 11 vui vẻ. Khỏe mạnh. Cô sẽ vui, yên tâm đi cả lớp rồi được chưa? Cô xin lỗi vì hôm nay cô vào muộn một chút để cả lớp phải lo. Ok. Nhưng mà không sao, buổi học vẫn diễn ra bình thường luôn. Theo Tích Trường Quân. Dạ tất cả các bạn, các bạn còn nhớ mình chứ? Thì cô Ngọc bắt đầu dạy nhá, và cô Ngọc nhớ record lại video nha. Ok, thank you. Cả nhà học hôm nay học vui vẻ nhá, hôm nay có thầy ở đây rồi. Bạn vui. Hôm nào cũng vui. Ok, so okay, let's start with our lesson today. Nào, các bạn còn nhớ hôm trước mình học về chủ đề gì không nhỉ? Bài tập thì cũng đã làm và cũng có rất nhiều bạn đang gửi bài tập về cho cô đúng không? Đấy. Có rất nhiều bạn nha. Ok, bây giờ xem là thầy Quân cho cô Ngọc làm câu hốt được không ạ? Rồi đấy cô Ngọc ơi. Ok, I will set the screen today. And now let me see. Các bạn comment tên đầy đủ cho cô nha. Các bạn comment tên đầy đủ cho cô nha để cô biết là hôm nay có những bạn nào. Hôm nay lớp mình khá là đông đấy. Hôm nay lớp mình lại tăng lên rồi này. Thành Vân, Hoàng Tú Phương, Lò Nguyễn Minh Đức. Ok, ok. I'm finding the record. I'm finding the record. But now I can't record it. Why not? I don't know how. Hoàng Minh Châu, Hoàng Ngọc Nhi. Chà, bữa hôm trước là mình có học this, that, these and those. Ok, this, that, these and those. So, bây giờ các bạn còn nhớ không nhỉ? Các bạn nhớ không? Các bạn comment cho cô xem nào. Các bạn còn nhớ về this, that, this and those không ạ? Hay là bây giờ cô gọi bất kỳ một bạn nhá. Okay, who can explain about this for me? Me nào? Con tên gì? Yeah, so okay, các bạn nào raise your hands, okay? I want a hand here to explain about this, that, these and those. Các bạn giơ tay lên trên màn hình thì cô sẽ nhìn thấy này. Các bạn giơ tay lên nào. So Đỗ Quốc Trung ở đâu nhỉ? Đỗ Quốc Trung đâu? Lâu chưa gọi Đỗ Quốc Trung. Đỗ Quốc Trung đâu ta? Đợi cô một chút. Đây rồi. Yeah. Okay. Can you hear me? Nghe được cô không? Yes. Okay, so can you explain for me the differences between this, that, these and those? Can you? Okay. If you can, I cô sẽ gọi một bạn khác để hỗ trợ chung nhá. Đâu nhỉ? Nào bạn nào có thể giúp bạn chung giải thích cho cô sự khác biệt giữa this, that these and those nào. Ngọc Khuê nào. Ủa, giơ tay. Ô, có một các bạn nữa đang vào này. Có Hiệp với cả Khang này. Ok nào, Ngọc Khuê. Ngọc Khuê đâu nhờ? Hello teacher. Ok, hello Ngọc Khuê. So, how are you today? Yeah, thưa cô. This là gần và ít, còn that là xa, là ít, là một vật thôi cô. Còn this là gần và nhiều đồ trở hai trở lên. Còn those là xa từ hai đồ trở lên ạ. Trời ơi, đúng rồi, Ngọc Khuê trả lời rất là đúng, đúng nhỉ. Ngọc Khuê đã hỗ trợ chung để có thể là hiểu được về this,
that, this and those và tất cả các bạn ở đây đúng không? Bây giờ cô này cùng Ngọc Khuê và Trung cùng các bạn để xem về các cái bài tập vừa rồi các bạn làm nhá. Để xem hôm trước là các bạn là như thế nào nhá. Ok, nào các con có nhìn thấy trên màn hình cô share màn hình không? Dạ có ạ. Ok nào. Bây giờ cô sẽ vào giỏi tiếng Anh cùng con nhà chúng mình đã rất là quen rồi, quen với test rồi nào. Xem những bông hoa điểm 10 của chúng mình nhá. À trời ơi đây. Tại vì là thường thường ở trên văn phòng cô hiện tại khá là bận nên là cô chưa thể xem kịp được. Vì vậy cô sẽ dành cái thời gian chữa bài này vào trong buổi livestream của chúng mình nhá. Ok. So look at this. Trong cái bài gần đây là của bạn nào đây? Bạn này là bạn nào? Nguyễn Minh Phương. Chà, Minh Phương đây có cả bài nối bài nghe này. Đây là bài của cô Thư ấy nhỉ? Đâu rồi, bài của Ngọc đâu? This, that, this, đâu đây? Đúng rồi, Đức Minh. Đức Minh lớp level 1 đây rồi. 9 trên 10. Đó. 8 trên 10 đâu, bạn có thể sai chỗ nào đây ta? Các bạn có thể sai chỗ nào đây ta? Ai viết lên bảng đấy? Ok, các bạn nhỏ không viết lên bảng nhỏ. Right, đợi cô một chút, cô sẽ xóa cái này đi nào. Rồi, 8, 10, 9 đến 10 thì cô đang xem là các bạn đang hơi bị nhầm lẫn, rất hay bị nhầm lẫn ở chỗ là this và these, đúng không? Các bạn rất hay nhầm lẫn ở cái đoạn this và these. Ok, this như Ngọc Khuê vừa mới trả lời ấy, là đây và chỉ một vật. Còn these cũng là đây nhưng mà chỉ nhiều vật. Đó thì cô nhìn mặt bằng chung của các bạn là bị sai ở chỗ đó. Còn bài hôm nay của chúng mình sẽ là bài làm ở trên grammar, new grammar rồi chưa nhỉ? Để chúng mình sẽ chữa các bài tập về this, that, these và those nhá. Ok. Yes. Nào đợi cô một chút nhỉ. Bạn nào đang share screen này? Ôi cả lớp không thương cô rồi. Cô vừa đang hoàn hồn với các bạn để cho cô bối rối đúng không? Nào cô sẽ chỉ để cho cô share screen thôi nhá. Ôi yêu các bạn nha. Rồi bây giờ vấn đề cô chưa đọc hết điểm danh thì các bạn cũng vừa làm vừa học vừa điểm danh cho cô nhé. Bạn nào mới vào thì điểm danh nha. Ok. Now so I want to show you about this. Đợi cô một chút nào. Ôi mà hôm trước nha, cô thấy các bạn ấy là làm bài rất là ok rồi. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào mà vẫn còn đang có một chút khúc mắc gì về bài học ấy thì mình nhớ là đăng bài ở trên giỏi tiếng Anh cùng con này, hỏi những cái phần mà mình chưa biết để cô và các thầy cũng có thể là hỗ trợ các bạn nhá. Được không? Tại vì nhiều bạn sẽ hỏi là ôi cô ơi, phần này con chưa có giỏi, con không dám làm ý, đúng không nhỉ? Đó, chưa dám làm, chưa giỏi, chưa dám làm. Tuy nhiên là cô thấy là không sao, mình cứ vừa thắc mắc cái gì thì mình hỏi lại trên nhóm chứ, đúng không? Nào, bây giờ nhá, cả lớp mình sẽ xem một video và mình sẽ cùng trả lời các câu hỏi mà trên video có đề ra nhá. Are you ready for the exercise? Yes or no? Oh, miss today, my first class day. À, các bạn sẵn sàng chưa? Ôi yêu quá công, bây giờ mà mặc dù là có những cái chuyện mà đấy mà còn được học sinh học như thế này thì tốt quá đúng không? Là các bạn có nhìn trên màn hình không? Nhìn trên màn hình không? Anh em có nhìn thấy trên màn hình không nào? Có, ok, yes. So I want to show you two videos and we will answer all of the question in this clip, right? Một số nhà bạn là cố gắng nhá, ngồi ở cái chỗ nào mà đường truyền mà ổn định nhất nhá. Now, the first. Wow, penguins. Nào, các bạn nào vừa mở màn đã thấy một số các bạn chim cánh cụt rồi đúng không nhỉ? Wow.
What is now? Now, bây giờ là đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt, được chưa? Đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt là các bạn. Nào, bây giờ các bạn, bạn ấy điền that, this hay là that hay this nào? Nào. Đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt. À, chú đang nhìn ở vật ở gần hay nhìn vật ở xa nhỉ? Đúng rồi. That, good job. Chú đang nhìn ở vật ở xa này và đang tò mò xem là vật đó là vật gì. Cả lớp có tò mò đấy là vật gì không? Tò mò không? Có đúng không? Nào, tiếp tục nhá. Ice? Oh, maybe ice. No, it's not ice. Oh, something so strange. Wow, look at this. What are... Now, lại bắt đầu đặt mình vào vị trí của chú cây chim cánh cụt. Và bây giờ chú đang thắc mắc ở vật ở gần hay xa nào? Nào, đúng rồi, vật ở gần đấy. Cô vừa bảo xong, vừa nhắc xong. Nào, this hay là these nhỉ? This or this? À, some people... Somebody will say to me that is this. Đúng rồi, đây là rất nhiều vật đúng không? Những vật, ok. Những vật. Sao lại nhiều ớt nhỉ? Đây là ớt hay là cái gì? Các con nhìn thấy giống quả ớt không? Ui, như đơn là quả ớt đi. What? What? Nào, bây giờ mình lại đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt mập mập. Nào, phép penguins. Ok, bây giờ mình lại đặt vào vị trí của chú chim cánh cụt mập mập. Rồi, chili, rồi, chính xác. Nào, bây giờ this. Ok, what is this? Ok, chú ấy cầm quả ớt cầm. What is this? Ok. It's mine. Mine. Uh-oh. So hot. Oh. Oh, now this, that or this is so hot. It's so hot. Nó chỉ là một trái ớt thôi, đúng rồi. Điền this bởi vì là thứ nhất là vật đấy là ở gần đúng không? Thứ hai là nó chỉ có một quả thôi. Nóng thế nhở? Sao nó nóng thế? Chú ấy mang cho cả họ với kìa. Ơ, tên là hiện tượng tan băng là do tự làm bể tắm sông hơi à? Ồ, nào xem nào. See, nhìn thấy không? Nào, dot 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 things can make the weather warmer. Now, this or that. These or that. Nào để ý nhá, things số nhiều phải là these. Rồi đúng cả lớp lắm, tinh mắt lắm. Ai tại sao không? Ái chà. Nào thay vì là chúng mình nhờ, ở thế giới ngoài loài người thì là mình sẽ dùng tiền đúng không? À các bạn đã trao đổi bằng cái gì đấy? This fish. À đúng rồi, kinh không? Một trái ớt bằng một con cá. Lời quá. Nào tiếp tục lớp xem nào. Còn xem. Let's exchange. Đúng rồi. Thế sau mấy cái bạn kia, bạn ấy cũng nhìn thấy thế là bây giờ bạn cũng muốn trao đổi như thế đúng không? Do you want? Nào, do you want thế nào nào? Các cô đang phân vân nữa. This is this đây. This fish, tại vì là có tận ba bạn chim cánh cụt đúng không? Thì là chắc chắn là sẽ có nhiều cá rồi. Đấy. Luôn. This nha. Hết mất rồi.
What E? Nào mình lại đặt mình vào vị trí của chú chim cái cụt nha. Ồ, cái tiếng động đấy phát ra ở xa hay gần? À đúng rồi, nó phát ra ở xa. What is that sound? Ôi trời ơi, đây là một cơn ác mộng luôn ấy. Tớ nhìn thấy cả một cái con cá voi to luôn ấy. Nào, this is that. Nào, this. Màn hình kinh dị lần nào không bật màn hình kinh dị. Không quan tâm. Kê. Ôi trời ơi. Ăn đi. Calm down đúng không? Calm down, bình tĩnh nào. Nào, take it, take it. This is that, this. Rồi, cái hình dễ quá đúng không? Ăn con cá này đi. Không ăn à? Không ăn luôn. Thơ thế. Bơi. Không cho. Lên. Không cho lên. Không ai lên luôn các bạn ạ. Không hề, không một ai. Nào. Nào bây giờ là is this or those nào? Serious, rất là nghiêm trọng. Điều này thì rất là nghiêm trọng luôn. Chúng ta đang ở trong vòng nguy hiểm. Huy bạn ấy đã cố gắng đi giải thích. Oh no. Oh my god. Bất lực luôn, phải cô là cô bất lực luôn ấy. Kêu luôn kìa. Các bạn này bị nói là sợ lôi. Sốc các bạn ơi. Oh no, gì nào? That this hay là those nào? That, đúng rồi, trời ơi, xem hoạt hình xong không quên làm bài tập. No, oh no. What? Don't look at me. Đừng có nhìn tôi. On my face. That, this hay là those nào? Đây là những con cá của tôi. Cần chết rồi mà vẫn còn ôm cá đi được ý. Oh no. This nightmare. Wait, what? The big what? Huh? Do you want this thing? Đúng rồi. Good job. Là sao?
nhớ là cái cậu vừa nãy là cậu bé tí và bây giờ cậu lớn tướng này. I have to solve. Tôi phải giải quyết cái vấn đề này hay vấn đề đó hay là những vấn đề đó. This, đúng rồi, vấn đề này. Tôi phải tự tay mình giải quyết vấn đề này. Chính xác. Ủa? Thế phim? Ôi trời ơi, trời ơi. Cô vừa mới xem được cái hoạt hình, sợ quá các con ạ. Nào bây giờ nếu mà quay lại về việc của chúng mình, chúng mình có dám đánh đổi mắc cười, chúng mình có dám đánh đổi sự an nguy của bản thân cũng như là tính mạng của mình chỉ vì sự ham thích không? Con thấy sợ quá, cô thấy sợ quá, cô đang dùng hết cả người đây. Không đúng không? Nhớ nhá, đây cũng là một bài học nhá. Mình sẽ không đánh đổi chỉ vì thú vui của mình, đúng không nhỉ? Đó, qua bài tập This, That, This, Though thì mình cũng sẽ học được việc là mình sẽ không bao giờ đánh đổi cái tính mạng của mình cũng như là cái môi trường xung quanh nữa, đúng không? Mình phải bảo vệ môi trường, mình sẽ không đánh đổi chỉ vì thú vui của mình nhá. Ok, cô cảm ơn, tại cô vẫn bình thường mà, cô bình thường cho nên là cô mới đang ngồi đây nha các con. Cô cũng dễ bị sợ lắm. Nào bây giờ nha, bây giờ cô cần thêm một bài nữa, một bài này sẽ khó hơn nha, các bạn sẵn sàng chưa? Ok, great, thế nào? Are you ready? Are you ready? I can see that, yes, yes. Ok, great, I see it. I saw it. Cô nhìn thấy các bạn đang rất sẵn sàng. Bây giờ cô xem cái video nào đáng sợ hơn nha, các bạn bảo là không đáng sợ đâu cô. Nhưng mà cô sợ lắm ý, cô sợ lắm. Ok, cả các bạn trên livestream thấy cho các bạn comment đáp án cho cô nhá. Ok, các bạn trên livestream comment đáp án cho cô biết nhá. Ok, look at this now. So, bây giờ hai mình sẽ làm bài tập về activities. Ok, activities. Activities. Nào, hay là mình xem chú Gru nhá. Xem chú Gru không? Phim thỏ. Không, thỏ sợ lắm con ạ. Hôm trước cô xem rồi, phim tỏ sợ lắm, cô xem. Xem chú Gru nhá. Hay là xem siêu nhóc. Ok, là xem chú Gru xem là chú làm gì nhá. Baby Boss hả? Ok, thế xem thử Baby Boss nhá. Baby Boss thì chắc là hơi khó đấy. Không, không ma mãnh được các con. Sợ lắm các con ạ. Nào, chuẩn bị Baby Boss. Baby Boss. So, today we have the 14 questions around activities in this video. So, chào chị con mực á. Nào, các bạn có nghe tiếng không? We need to talk. Các bạn nghe tiếng không nhỉ? We? We gì nhỉ? We gì nhỉ? Các con nghe được không? We need, chính xác. Bạn nào mà siêu thế? Xuân Đức à? Hoàng Thúy Anh? Chính xác, exactly. About the B-A-B-E-E. Why, Tim? Why? Because he came out of nowhere. We don't even know. Because he came out of... Cô bảo là bài này hơi khó mà. Nào, cô muốn xem lại không? Why, Tim? Why? Because he came out of nowhere. We don't even know him. Because he came out of... Of gì nhỉ? Nowhere. Bởi vì anh ấy... Bởi vì cái thằng cu này nó chả đến từ đâu cả, đúng không? We don't even know him. How can we trust him? Come on, he's just a baby. Look at him! He wears a suit. Look at him! He wear a... Nào, nhìn thằng nhóc đi. Anh ấy, nó mặc cái gì? Nó mặc cái gì? A suit. Bạn nào trả lời đúng thế? Nào, bạn nào, a suit? No. Nguyễn
tiêu khang gì ấy. Cô không đọc được hết tên tại mình nói. Nhưng mà bạn trả lời đúng nhá. Sweet, một cái bộ vest đúng không? Đảo rồi mà, baby boss khó đấy. Nhưng mà các bạn cứ cố gắng nghe nhá. Suit. I know, isn't it cute? He's like a little man. He carries a briefcase. Nào, ngoài việc mặc một bộ xuôi ra thì bạn ấy còn mang theo một cái gì đây? Cái gì đây các bạn biết không? Một cái cặp sách đúng không? Một cái cặp táp. Nào, một cái cặp táp. Cái vali, chính xác là cái vali trong tiếng Anh nào? Brief gì nhỉ? Cặp đựng tiền. Trông giống kiểu mấy anh khủng bố xong thì mang cặp đựng tiền đi ấy, đúng không? Nào, cái bag không phải bag. Bag là cái túi đeo chéo, còn bạn ấy nói rất là rõ luôn là cái brief gì ấy. Cô xem là bạn nào hôm nay đoán được nào. Cô đoán được không? Nào, con nhìn thấy giống cái vali đúng không? Vali đựng tiền của mấy anh giang hồ xã hội đen ấy. Đúng rồi, nào. Brief, đúng rồi, có một bạn nghe được brief. Ôi, ai? Ui, tít trở quần. Đúng rồi, briefcase. Briefcase. Does no one else think that's, oh, I don't know, a little freaky? Well, you carried Lam Lam around until you were like... This is not about Lam Lam. All babies are different, Tim. And each one is special. All the baby are... Các bạn không phải khen đâu, thầy giỏi mà trời. Nào, thế bây giờ thầy Quân nghe được bạn ấy không? Nào, bây giờ cô cho cả lớp nghe lại nha. This is not about Lam Lam. All babies are different, Tim. And each one is special. Nào, không phải cái việc mà bạn em đúng không, chớ đúng không, mà là cái là vì cái gì? All the baby are thế nào? Tất cả các trẻ con này đều như nào nào? Đến bài này khó chưa? Depends normal. This is not about Lam Lam. All babies are different, Tim. And each one is special. All the baby are different. Đúng rồi. Còn đang cô đang đợi những cái tên giấy cơ chứ không phải tên Tiết Trường Quân đâu. Nhà Tiết Trường Quân nha. Em gợi ý từ nãy giờ. Thầy Quân thầy trả lời. Em gợi ý các bạn từ nãy giờ. Các bạn bảo là normal nhưng em bảo là trái lại rồi. One is special. He's taking over the whole house. Are you taking over the house? Yes, you are. Yes, you are. Trust me, one day you're going to get to know this little guy, and you are going to love him with all of your heart, just like we do. Trust me, one day you're going to get to know cái gì đó, đúng không? And you're going to love him with all of your heart, just like we do. Tin bố đi, và một ngày nào đó con sẽ biết cách để mà cái gì đấy, và con sẽ yêu cái bạn nhỏ này bằng cả trái tim của con, cứ như là chúng ta đang làm vậy. Chăm em. Đấy, cô gợi ý rồi nhá. Thầy Quân gợi ý. Thầy Quân gợi ý cho các con nào. Trust me, one day you're gonna get to know this little guy, and you are gonna love him with this all your heart, just like we do. Thì cái đoạn này nó sẽ là một từ khá là dài đấy nha. Trust me, one day you're gonna get to know this little guy, and you are gonna love him with all of your heart, just like we do. This little gì nhỉ? Đúng không? Cái gì đây? Legend. Nào, nó bảo là this little guy, đúng không? This little guy, nhưng mà cái bài này thì hơi quá sức với các bạn. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ mình phải chuyển sang chú Gru thôi. Chứ The Boss Baby này là bài dành cho các bạn lớp 3, 4, 5 cơ. Đúng không? Thế mình sang bài chú Gru nhá. Ôn Zin Zat Zi Zou và activities thôi.
Được không? Nào. Nào, the alarm clock thế nào đây? Alarm clock ring à hay doesn't ring? Ring, chính xác. Đấy, đúng đúng tuổi, dễ làm thôi. Làm gì đấy? Nào, bác Ru làm gì? Bác Ru làm gì đây? Đang tắm? Has hay là have? Have or has? Has. Lớp mình học bài này từ phải bao nhiêu? Nào, tiếp tục. Is he gì nhở? Nào, cái câu này cô lúc nào cũng nói vào cuối buổi. Câu này lúc nào cũng nói vào cuối buổi. Brushes his teeth. Nào, bây giờ câu hỏi đặt ra cho chúng mình. Kurt said pancakes. Cái bánh pancake hình trái tim. Hãy đặt câu hỏi. Hi hả? Wow, wow, hold on. I'm waiting, I'm waiting. Mặc dù đáp án đa số đều là does Gru make, but the right answer is does Gru make. Bởi vì là mình đã có trợ động từ rồi, cho nên là mình chỉ để make thôi. Giống như kiểu là đã có cái nạn rồi ấy, thì động từ không phải chia nữa. Đúng rồi, chính xác. To, bạn nào tinh ấy. No, it was horrible. Nào, a million thế nào? Nhìn hình động vừa nãy là bạn ấy văng cái gì đấy? Văng a million lên. A million thế nào? One, or two, or three. One, exactly. Cái con minion thì nó không làm vỡ cái cốc, mà nó lại làm vỡ cái cốc thủy tinh cơ. Glass. Anh. Úi dồi ôi, cái gì thế? Hôm trước thì vừa xem một cái đoạn video mà chú ấy cầm cả quả súng, chú ấy bắn vào cái cửa hàng đồ chơi lưu niệm mà bây giờ thế nào đây? Doesn't dance. Không nhảy. Không nhảy. Ai là? Does Gru give high five to a police officer? Bác Gru có high five với cả chú police officer không? Yes or no? Nào nhìn lại nhá. Nào nhớ nhá, chú police officer. Police officer, no, đúng rồi, đây bây là đây mới là police officer này. Xác, đây là chú không high five, chú chỉ như này thôi. Ting. A blue car to help the dogs. Nào, chú Gru bắt đầu dừng cái xe lại để làm gì cho mấy bạn ducks này nhở? The ducks, những con vịt nha. Có rất nhiều trường đáp án ở đây. Những con vịt nha. Nào bây giờ mình đang phân vân đáp án. Những con vịt. Nào, help some. Nào. What? Cái này là hơi khó cho các bạn. Chưa, cái này con giải thích sau nhá. What does he catch? Nào, bây giờ anh ấy bắt cái gì? Chúng ta bắt cái gì nào?
Ôi. Ru. Nào, thế bây giờ sau khi bắt được chú làm gì? Oh, doesn't spin. People. Nào bây giờ nhìn thấy mọi người đang làm gì nhỉ? Cái gì yoga? Rồi, do yoga, chính xác. What? Now, what dot 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 the man dot dot dot. Now, the man là hai người thì mình dùng do. Do, do. What does he speak from a pot? Nào, chú ấy ngắt cái gì đấy? Chú lấy cái gì trong lọ nhỉ? He picks a rose. Chính xác. Ok, thế tiếp tục là thế người đàn ông sau khi là được chú Ru đưa cho bông hoa thì làm gì? Gibbs tặng cho một người phụ nữ. Ok, he walked up the escalator. Do hay does? Do hay là does nào? Does. Okay, cả lớp mình sai có một câu thôi, đúng không nhỉ? Cả lớp mình sai có một câu thôi. Không sao hết, được chưa nhỉ? Đây, Gu làm được hai bài ôn tập đúng không? Tại vì là mình học cả tuần rồi, mình học cả tuần rồi, cả tuần trước nữa, đúng không nhỉ? Mình học cả tuần rồi, cả tuần trước nữa, cho nên là bài này là bài ôn tập thôi, đúng không? Bây giờ nào, tiếp tục đến phần chính của mình ngày hôm nay đây. Ủa, đây là các bạn khó quá, là các bạn bay mất rồi, đúng không? Không sao, được chưa nhỉ? Đây là còn những bạn, đây có thể là mạng yếu ấy. Bởi vì thường thường các bạn xem video, các bạn sẽ dễ bị mạng yếu. Tuy nhiên là để mình có thể là mình ôn bài thì mình phải làm những bài tập như vậy thôi. Now, I want you to show me about the activities you do in the playtime. Now, I want you to show me the activities you do in the playtime. So, I will ask one of you. À, cô sẽ gọi four. Yeah, four. Four who can? Nào, bây giờ ai có thể liệt kê cho cô nào? Một số các hành động nào? Có thể vừa nãy mình xem Gru này, mình cũng biết là một số hành động của Gru này, của các mọi người này, mình sẽ liệt kê cho cô rồi. Bây giờ mình sẽ chia team nha. Bây giờ nhìn vừa có cả bài tập rồi này. Đâu? Có ai? Who can? Bạn NK là bạn nào ấy? Cô không nhìn được. Đó, các con giơ tay nào. Giơ tay lên trên màn hình cô nhìn thấy luôn này. Tú Phương à? Tú Phương nha. Rồi còn ai nhỉ? Hiền đâu? Cái Hiền đâu rồi? Đây rồi. Cái Ngọc Hân này. Nguyễn Hoàng gì nhỉ? Cái Hiền đâu? Không nhìn thấy cái Hiền đâu. Đâu rồi? Bây giờ nha các bạn nha, bây giờ liệt kê cho cô càng nhiều hành động càng tốt. Vừa nãy mình vừa xem bao nhiêu rồi. Bây giờ có ba bạn nữ rồi, tiếp tục nào. Các bạn nam đâu? Thủy Dương, ui Thủy Dương vẫn máu lắm các bạn ạ. Vẫn máu lắm, vẫn bốc lửa lắm các bạn. Who can? Phú à? À đây, gọi tội Phú đây. Gọi luôn Phú lên. Ôi dồi, nhìn trông buồn không? Phú ơi, lô. Sao buồn đây? Đỗ Quốc Trung vừa nãy cô gọi rồi. Đỗ Trung vừa nãy gọi rồi. Nào bây giờ còn bạn nào không? Bảo An nào. Vân Hồng. Có. Bây giờ gọi càng nhiều càng tốt thôi. Nào tiếp tục nào. Nguyễn Hoàng Ngân có lên không? Lên không? Lên luôn. Phí Kim Ngân có lên không? Không à? Đâu rồi, Ngọc Khuê hơi nhiều điểm rồi. Ngọc Khuê hơi nhiều điểm rồi. Tí nữa, Hoàng Thùy Anh nào. Vũ Phương Nhi có lên không con? Triệu Mẫn hôm trước thấy cô giáo ở bên Ban đăng Triệu Mẫn làm bài tốt với học tốt lắm ấy. Đâu rồi, xem nào. Hà Bình An có lên không? Lên không con? Lên nào.
Thùy Dương nhiều điểm rồi con, Thùy Dương nhiều điểm rồi. Vẫn lăng à? Vẫn phải lên hàng được à? Đâu Hương Quỳnh nào? Hương Quỳnh hôm trước vừa lên rồi đúng không? Hương Quỳnh hôm trước vừa lên rồi, hôm trước vừa nhiều điểm. Võ Minh Khang nhiều điểm rồi. Bây giờ phải gọi mấy bạn ít điểm để cho các bạn lấy điểm chứ. Cao Danh Lưu lên không? Cao Danh Lưu thấy mạng hơi lag này. Đâu rồi, Võ Minh Khang nhiều điểm nhá. Khánh Ngọc lên không? Nguyễn Lương Hà Trang trước vừa có điểm rồi, Trần Nguyên Khang vừa có điểm rồi. Vừa có điểm hôm trước rồi. Dương Minh Đức có lên không? Dương Đức Minh có lên không? Dương Đức Minh có lên không? Gật câu cái xem nào. Hiệp lên không? À, hết chỗ admin rồi, để nhóm sau nào. Bây giờ cô sẽ add to unmute nhá. Hooray teacher. Oh, come on. Hello. Hello teacher. Các bạn có nhìn được là những bạn khác ở trong lớp không? Hai người thắng luôn khỏe mạnh nhá. Teacher. Okay, nhìn được nhớ. Các cô ạ. À, không nhìn được là chỉ nhìn được mỗi cô đúng không? Vì cô chưa xem. Con thì nhìn được các bạn khác rồi. Con nhìn được chú Phương rồi. Nhìn được bạn Ngọc Hân này cô. Ờ đúng rồi, bây giờ như là có bạn nào mà đang nói lên là sẽ nhìn được không đúng không? Bây giờ cả nhóm cho cô biết nha, bây giờ cô sẽ nhanh thôi. Nhóm này sẽ có 10 giây để có thể mỗi một bạn nói một hành động. Nếu mà bạn nào mà bị... đúng rồi, cô sẽ nói, cô sẽ gọi luôn tên và các bạn phải nói luôn ra một hành động. Nếu mà bị trùng hoặc là chỉ sau 3 giây không trả lời được thì bạn đấy sẽ bị trừ điểm của bạn trước. Được chưa? Nhóm này sẵn sàng chưa? Ở lớp chúng ta xem là bạn nào có bị trùng sang nhá. Now so 3 2 1 so the first two dance. Okay, now tiếp tục Ngọc Hân. 3 có hành động gì không? 2 thing running. Oh, okay, chấp nhận rồi. Dance đi, dancing này, running à. Okay, các bạn nhớ thêm đuôi in nhá. An Phú. Jumping rồi, ok. Hiền. Drink. Drinking đúng không? Uống rồi, tiếp tục. À. Bảo An. Cô bảo là cho thêm in nhỉ. Singing à? Ok, singing. Vẫn đâu. 3 2 0 chứ rồi, tất phải trừ một điểm rồi. Nhóm này là đang có 5 điểm mà trừ một điểm là 4 này. Tiếp tục nào Hoàng Ngân nào. Cô là 4 điểm mà cô. Hả? Là 4 điểm. 4 điểm mà cô buồn. Nào Ngân để cô nghe của Ngân. Ngân là Ngân nào? Walk. Hả? Walking rồi, đi bộ vẫn tính rồi. Thùy Anh. Thùy Anh nào? 3 2 1 oh, lại bị trừ một điểm rồi. Cả nhóm là có 1 2 3 4 5 6 7 8 bạn thì chỉ ghi được 4 điểm thôi. Ok, nhóm 4 điểm nha. Nhóm 4 điểm nào, bây giờ nhóm nào cao nhất điểm thì sẽ được cộng. Được chưa nhỉ? Sẽ được cộng điểm class rồi cho nên là bây giờ nhóm này 4 điểm rồi này, cô sẽ ghi nhóm 1 4 điểm. Em thua à. Không hề khó, no more khó here, cô cho xem video rồi. Em không nhớ. Oh no, đấy thế, bây giờ phản xạ không chứ vừa học. Em không nhớ. Học 10 động từ luôn. Nhóm khác được nhiều điểm hơn rồi. Đâu, cô xem nào, cái team 2 nào. Cô, trong class tôi cho con được team bao nhiêu điểm. Team 2 luôn à cô. Hả? Trong class Jojo thì bọn con được bao nhiêu điểm à? Con được bao nhiêu điểm ạ? Được bao nhiêu điểm? Có nghĩa là nhóm của con ấy thì bây giờ class các bạn sẽ tính được thang điểm 3 nhóm đúng không? Nhóm nào mà cao nhất thì mỗi bạn trong nhóm đấy sẽ được 3 điểm. Ok, 3 điểm đấy trong class rồi nhóm. Ôi, nhưng mà không biết có thắng không nữa, mới đổi khác. Cô sẽ gọi thêm một nhóm nữa, một nhóm mình có 3 nhóm. Bên tiếp theo nào, bây giờ cô sẽ gọi nhóm tiếp theo nhá. Nhóm tiếp theo tay nào. Bạn Ngọc quê cô không gọi nữa à cô? Có, bây giờ cô sẽ gọi tiếp tục một nhóm nữa này. Cô xin phép được gọi tiếp tục một nhóm nữa nha. Ơ, thì bọn nó không được chọn nữa à cô? Không đâu. Cô tắt mic luôn. Các bạn tắt mic đi, cô không đăng tiện. Cô không đăng tiện lắm. Rồi, 4 nha. Bây giờ cô gọi thêm một nhóm nữa nào. Giơ tay nhưng lên nào. Các bạn đã chỉ được có 4 điểm thôi. Nào, Trần Nguyên Khang.
À, pin hiểu luật chơi nhá. Bây giờ cô cứ gọi bất kỳ em trong nhóm đấy mà bạn nào phải trả lời nhanh không được trùng là được. Tiếp tục nào. Dương Đức Minh. Tiếp tục nào, Khánh Ngọc không? Khánh Ngọc nhá. Quả Minh Khánh chơi không? Không á, à, sợ. Hà, Lương, Nguyễn Lương Hà An chơi không? Trời, cho vào. Rồi, tiếp tục. Vũ Phương Nhi nhá. Thôi, sao ngại gì đây, Vũ Phương Nhi này. 1, 2, 3, 4, 5 rồi này. Phạm Phú Tiến Minh nào. Thần Đồng Toán Học. Rồi. Thì Vũ Nam Pích đấu còn. An Nhiên. Kim Ngọc có chơi không? Có nhá. Có một bạn nữa nào, một bạn nữa à? Hình như là không được. Rồi, bây giờ cô sẽ ask to unmute các bạn nào. Tiếp tục vào với cái luật chơi như vừa rồi thì nhóm vừa rồi được có 4 điểm, được 4 điểm. Nhiệm vụ của các con là phải cố gắng ít nhất là 6 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 người mà điểm tối đa là 8 thì chắc chắn là được cộng 3 điểm trong class Jojo rồi các bạn, tin không? Không. 3 2 1. Trần Nguyên Khang. Hả? Một động từ, một động từ nào. Cái gì đây, cái gì đây? Bây giờ không phải nói cái từ ra, không phải nói cái từ ra chứ. Âm một điểm. Dương Đức Minh. À, fly à, con là fly à. Fly à, ờ rồi, một điểm. Là Dương Đức Minh. Để mở mic cho Minh nào. Động từ gì nữa nhở? Nhanh lên nào. Dạ, thưa cô. Ái da, Trần Nguyên Khang lại còn gợi ý cả đấy. À, thế là thôi, đúng không? Là 3 cho 3 giây nào, nghĩ ra một động từ nào. 3. Working. Hả? Working. Working hay là working? Working. Working à, làm việc à? Cũng nhanh đấy, nhìn thấy mẹ đang làm việc là bảo là working luôn. Ghê đấy. Cũng nhanh đấy. Cũng nhanh đấy, cũng được đấy. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nhá. Khánh Ngọc nào. Gaming. Hả? Đọc đi. Không. Cái gì con, cái gì con? Tại vì mạng lắm, con không nghe rõ. Gaming. Hả, à, cái gì, con muốn nói cái gì cơ, ý nghĩa của nó cái từ đấy là gì? Mẹ, phụ huynh có thể nói lại cho em cái từ đấy được không ạ? Gaming. Gaming á? Gaming á, chữ điện tử á? Dancing. Hả? Dancing á? Chị ơi, chị. Ok nào, Lương Lương Hà An nào. Kinh nghỉ à, ok tốt nào. Vũ Phương Nhi nào. Class gì? Bạn nói gì gì? Em đi. Ai kia, anh bảo đấy. Cô không nghe thấy Vũ Phương Nhi nói gì. Vũ Phương Nhi lại cô nào. Cô có thể Vũ Phương Nhi vừa đây nói một từ nhưng mà thôi, tại cô không nghe rõ cho nên phải trừ một điểm nhá. Phạm Phú Tiến Minh nào. Mở mic nào. Catching, tốt. Bây giờ muốn bù điểm cho Vũ Phương Nhi không? Không, không cho bù điểm đâu. Nào. Ask to unmute. Nguyễn An Nhiên nào. Dancing á? Dancing á? Rồi, ok, dancing. Nào, từ cuối cùng, Kim Ngọc. Room. Hả? Jump á? Jump gì? Phát âm sai không được tính đâu nhá. Jump gì? Jump gì đấy? Vừa nói đây, ai vừa nói đây?
Thôi nha, thế là không phát âm được nha. Jumping rồi, đúng rồi, jumping. Thế là nhóm này được 7 điểm. Nhóm này được 7 điểm đúng không? Thế cô sẽ ghi vào đây. Rồi, nhóm 7 điểm này, nhóm nào 8 điểm nào? Team cuối cùng nào? Rồi, các bạn nha, team cuối cùng nào? Nào, cuối cùng nha, thank you, 7 điểm rồi kìa. Họ 7 điểm các bạn. Nhóm này 7 điểm, tí nữa cô sẽ xem lại xem là những cái tên này là những ai, xong thì cô sẽ ghi vào trong class dojo cho các bạn. Ok, thank you. Nào, nhóm cuối cùng nào? Bây giờ một cô cần một nhóm kiểu toàn các đại hùng cường thôi. Đúng không? Mi ai đây? Comment bây giờ cô không nhìn thấy đâu. Mẹ cứ giơ tay lên trên màn hình ấy là nhìn thấy. Giơ tay trên màn hình là cô nhìn thấy. Nào Hương Quỳnh này. Mẹ cứ giơ tay trên màn hình là cô nhìn thấy mà. Tôi không. Admin. Đâu rồi, Gia Hân chơi không? Khánh Bình này, lâu lâu này. Rồi, Khánh Bình đây rồi. Đâu rồi, nhóm kia cũng đáng gừ lắm. 7 điểm cơ. Vân, Vân Nguyệt cái mặt nó vân lên sao thế con? Cười lên nào. Võ Minh Khang không? Nguyễn Tiểu Khanh à, Nguyễn Tiêu Khanh à? Nguyễn Tiêu Khanh nhìn hay ấy, nhìn đẹp trai ấy. Ôi trời ơi, lớp mình có hot boy các bạn ạ. Thế à? Tiếp tục là còn nào, ai nhỉ? Phinh Minh Khang nào? Minh Khang á, à? Ui Minh Khang cái chiến trường nào cũng thấy Minh Khang thế nào. Oggy Phạm Khánh Hà. Og Phạm Khánh Hà là gì con? Là câu hỏi Khánh Hà Jimmy xem nào. Cô vẫn đang thắc mắc cái tên là Og là gì? Og là cái gì? Og á cô. À, xem hình Og của cô Ngọc à? Cho tớ là tên đấy. Ok, bây giờ cô cần một bạn nữa, Thùy Dương à? Trời ơi, Hùng Cường đấy. Minh Đức không? Hà Bình An không? Cô còn một bạn nữa. Hà Bình An nhá. Ui dồi ôi nào, đủ rồi. Bây giờ hôm nay tớ mới thấy cái bạn Nguyễn Tiêu Khanh. Nguyễn Tiêu Khanh có phải tên thật là Nguyễn Tiêu Khanh không? Tại vì cô thấy để là lớp 5 ấy. Có lớp 5 á? Làm ở mic nào? Là lớp ở mic nào? Ok, này bây giờ cô cần phải xác nhận tên một chút nha, tại vì là có một số các cái ui Quỳnh nó có quà kìa. Cô mới có hả cô? Ok, đây này, Nguyễn Tiêu Khanh lớp 5A 5T2 nhưng mà không biết là có phải tên bạn ấy không, tại vì là trong class dojo thì không có bạn tên bạn này. Bạn này chắc mới. Anh nghe cơ. Ghê đấy, Hương Quỳnh xịn đấy. Nào, cái kìa, Hiệp nó cũng có đang đeo kìa. Dung đâu bật lên. Ok nha, là bây giờ là cô sẽ gọi tên bất kỳ nào. Bây giờ chuẩn bị này, tập trung nào ba. Nào sao nào, chuẩn bị chưa, ngồi trật tự nào. Bây giờ nha, nói lặp một phát với một bạn đi đằng trước thôi là tiêu cả. Rồi sẵn sàng nhá. Are you ready? Are you ready? Nhưng mà này cô cho kiểu không nhả xấu đâu. Bóng Minh Khang nào. Bóng Minh Khang. Kitchen. Kitchen. Rồi rồi, next next Khánh Bình. Run. Run, running. Nhớ đọc thế mình nhở, running. Rồi tiếp tục. Ok, Phạm Khánh Hà. Con đây à? Ừ. Nhanh lên, ba. Con này là gì cả? Con, bây giờ có, cô không biết. Bây giờ các bạn nói rồi, có hai từ rồi. Bây giờ, ok, Phạm Khánh Hà cho cô thêm một động từ nếu chung với hai bạn bị trừ điểm. 3. Writing. À, writing. Rồi, tốt. Rồi, tiếp tục nào. Thùy Dương. Reading. Hà Bình An. Sing. Thank you, Sing. Cái này Sing có bảng thêm anh rồi mà. Quỳnh. Tên. Sing anh. Rồi, tiếp tục. Hương Quỳnh. Tại nhà thu cô là Drumming. Jumping. Quân Minh, Quân Minh. Nguyễn Tiêu Khanh. Chơi cái gì? Chơi trò chơi thì không bật mic. Sleeping. Sleeping. Ok Hoàng Hiệp, bây Hoàng Hiệp kệ 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 nào. Hoàng Hiệp nào, bây giờ các từ thay đổi ra đấy. Hoàng Hiệp nào, một từ nào. Kicking. Ôi cái nhóm này lại vừa tròn 8 điểm mà sợ nhỉ. Để nó ăn mít đấy. 1 2 3 4 5 6. Ui trời đất là đội này kinh đấy. Đội này sợ ấy nhỉ. Sợ nhỉ. 8. Ôi thế là bây giờ theo thứ tự sắp xếp thì mình cũng đã biết rồi. Các bạn ở team 3 đúng không, sẽ được mỗi bạn được 3
Ba sao ở trong class JoJo này các bạn ở team 2 thì sẽ được 2 điểm, còn các bạn ở team 1 sẽ được 1 điểm ở trong class JoJo nhá. Và hiện tại bây giờ cô đang thấy cô đang tin gì hả cô? Hả? Con tin gì? Hả? Con tin gì? Oki Phạm Khánh Hà. Oki Phạm Khánh Hà sao thế? Con tin nào? Con tin ba. Ôi rồi con tin nào chết rồi. Khánh Bình nhá, Khánh Bình và Tiêu Thanh là hai bạn mới, là hai bạn mới đúng không? Đâu. Rồi hai bạn mới thì cô sẽ cho thêm vào trong class dojo nhá. Rồi thế là đấy là bài của mình đến đây thôi, bài của mình đến đây thôi đúng không? Cô ơi cô. Rồi cô nghe. Con không biết con mở vô mà con không biết coi điểm class dojo chỗ nào vậy cô? À điểm class dojo thì thường thường là chỉ có cô biết thôi. Cô có thể show lên cho các bạn xem nhé. Cô. Và các bạn đăng nhập để chị cần cô có đi xuống. Các bạn đăng nhập thì vẫn có được xem, mà các bạn nào đăng nhập thì vẫn sẽ được xem ở cái phần điểm mà nó hiện lên ấy. Không, con không tải qua. Con số 1 thôi. Ôi con không chat được cô ạ. Ờ đấy thì hôm nay á chắc con không gửi được, con không gửi được. Con chat cho đi cô. Bây giờ mở là lag, bây giờ cô không đăng để class dojo, cô đang không đăng nhập ở đây. Thế bà trên cánh cửa có video xuống đất không? Cái đấy chắc là để cô xem cô cập nhật trên nhóm Zalo. Sao đây? Cái đấy các cậu bảo kinh lắm mà. Ok nào, bây giờ bài đúng rồi nhá. Sau 3 nhóm vừa rồi thì các bạn cũng biết đấy là mình sẽ phải phản xạ nhanh này, chứ không phải là mình chỉ học mỗi là cái nọ cái kia nghĩa là gì đâu đúng không? Thì các bạn cũng phải chú ý là theo dõi bài thì các bạn mới có thể liệt kê được các từ mà nó không bị lặp nhá. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay nha, 8x3 là 24 bạn, đúng không? 24 bạn. Bạn nào cũng đã rất cố gắng rồi, không lo nhá. Bạn nào cũng có điểm nghe chưa? Và bài của mình đến đây là để kết thúc unit. Unit mấy? Đồ nhớ không? Unit 9 about playtime. Và mình đã học về các hoạt động, đúng không? Activities and và một số các cái trường ngữ pháp nó hơi khó một chút so với các bạn. Đó là về this, that, these và those. Right, cô bật mic rồi. Đó, thì sau những cái bài tập ngày hôm nay cũng như là bài tập vừa trong thời gian vừa rồi, tuần vừa rồi các bạn làm rất là tốt, thì cô mong là các bạn sẽ có thể là làm đi làm lại để luyện tập và xem lại bài nhiều hơn nhá. Tuần được sau nè. Thì mình sẽ là đến một bài mới rồi đúng không nhỉ? Các bạn sẽ chuẩn bị học bài mới và mình sẽ có các kiến thức mới. Còn bây giờ dù là kiến thức mới hay cũ đi chăng nữa thì chúng mình cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi đúng không? Tại vì nó cũng khá là muộn rồi đúng không nhỉ? Yêu lắm, cô yêu cả lớp đúng không? Rất là cảm ơn cả lớp vì hôm nay động viên cô và hỏi rất là nhiều. Thì wow, đến giờ thì chúng mình phải như nào nhỉ? Cả lớp là đồng what là what's your face and sleep? The yes, you need to practice, right? Wash your face and go to sleep. Goodbye and see you on Monday. Okay, goodbye. Và đầu tuần sau thì cô trò mình sẽ gặp lại nhau nha. Cô cảm ơn vì các lời chúc mừng cho con vào ngày 20 tháng 11 nha. Cô hứa sẽ vui. Cô hứa đấy. Okay. Nào bây giờ con sẽ mở mic cho các bạn nha. Goodbye. Goodbye. I love you.